Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Doanh nghiệp gửi thêm 1 triệu tỷ vào ngân hàng. Chỉ sau 1 năm, tiền gửi của tổ chức kinh tế gọi tắt là doanh nghiệp đổ vào ngân hàng tính đến tháng 12 năm 2023 thêm 1,14 triệu tỷ nữa, đạt 6,84 triệu tỷ đồng. Đây là số liệu thống kê mới nhất mà Ngân hàng Nhà nước vừa công bố. Theo đó, tính đến tháng 12 năm 2023, tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt 6,84 triệu tỷ đồng, còn tiền gửi của dân cư đạt 6,53 triệu tỷ đồng. So với tháng 1 năm 2023, tiền gửi của tổ chức kinh tế tăng thêm hơn 1 triệu tỷ đồng, còn tiền gửi của dân cư tăng thêm 500.000 tỷ đồng. Nếu tính về số tuyệt đối thì chưa bao giờ tiền gửi vào hệ thống ngân hàng lại tăng cao như vậy. Không biết mừng hay lo khi doanh nghiệp gửi thêm 1 triệu tỷ vào ngân hàng. Xu hướng tiền gửi của người dân cũng như của doanh nghiệp chảy vào ngân hàng, kể từ tháng 9 năm 2022 đến nay, tổng tiền gửi tháng sau luôn cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, ngay cả khi lãi suất tiền gửi thấp kỷ lục. Hiện tại, lãi suất tiền gửi trên thị trường chạm đáy, như các ngân hàng nhóm Big Four có vốn nhà nước, lãi suất tiền gửi từ đầu tháng 4 tiếp tục giảm. Đơn cử tại Agribank, lãi suất huy động kỳ hạn trên 12 tháng là 4,7% một năm, kỳ hạn 6 đến 11 tháng là 3% một năm, 1,6% một năm áp dụng kỳ hạn 1 và 2 tháng. Còn tại Vietinbank, mức lãi suất cao nhất là 4,8% áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng trở lên. Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng là 4,7% một năm, kỳ hạn 1 đến dưới 3 tháng là 1,7% một năm, còn kỳ hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 2% một năm, 6 đến dưới 12 tháng là 3% một năm. Đáng chú ý, thị trường bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng lãi suất ở một số ngân hàng, cổ phần tư nhân. Với lãi suất tăng, liệu doanh nghiệp có tiền gửi vào ngân hàng với số lượng lớn hơn nữa? Cụ thể, đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng tại VPBank, so với thời điểm gửi tiền, lãi suất huy động đầu tháng 4 tăng thêm 0,1 đến 0,2% một năm ở tất cả các kỳ hạn. Thông tin về lãi suất, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, mặt bằng lãi suất thấp nhất trong 20 năm qua, tính đến hết tháng 3, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch mới phát sinh của hệ thống là khoảng 3% một năm, giảm 0,5% so với cuối năm 2023. Việc doanh nghiệp không biết đầu tư hay mở rộng kinh doanh mà gửi tiền ngân hàng lấy lãi có thể kể ra, ví dụ điển hình như Sabeco. Sabeco thu gần 1.400 tỷ đồng tiền lãi gửi trong năm 2023. Năm 2023, trong bối cảnh sức mua giảm và cạnh tranh gay gắt, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Sabeco đã sụt giảm đáng kể so với mức cao kỷ lục năm 2022, lần lượt đạt 30.461 tỷ đồng và 4.255 tỷ đồng. Nhưng đổi lại, công ty này có nguồn thu kỷ lục từ việc gửi tiền ngân hàng. Cụ thể về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Sabeco đạt 34.057 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó chiếm tới gần 67% là khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, hơn 22.700 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Khoản tiền gửi lớn giúp Sabeco thu về 1.390 tỷ đồng lãi tiền gửi trong năm 2023, tăng gần 36% so với năm 2022. Trước đó, Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, mã SAB, đã công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 với doanh thu thuần đạt 8.520 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp 2.456 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, song biên lãi gộp lại tăng nhẹ lên mức gần 29%. Trong kỳ, doanh thu tài chính gần như đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 347 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính được tiết giảm một nửa, gần 26 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm 17%, còn 1.339 tỷ đồng, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% lên 214 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Sabeco báo lãi sau thuế quý 4 năm 2023 đạt 967 đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt 947 tỷ đồng, cũng giảm 10%.
Lũy kế cả năm, Sapeco ghi nhận doanh thu thuần 30.461 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.255 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 13% và 23% so với mức cao kỷ lục đạt được năm 2022. Đáng chú ý, sau năm 2022, tăng trưởng tích cực, Sapeco tham vọng năm 2023 sẽ tiếp tục phá kỷ lục doanh thu và lợi nhuận với mục tiêu đạt 40.272 tỷ đồng doanh thu và 5.775 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 15,1% và tăng 5% so với thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên, với kết quả trên, Sapeco mới hoàn thành gần 76% kế hoạch doanh thu và 73% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Theo lý giải của Sapeco, doanh thu thuần năm 2023 của doanh nghiệp thấp hơn năm ngoái là do cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm, cùng với việc thực hiện chặt chẽ Nghị định 100 về kiểm soát nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Lợi nhuận cũng bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào và chi phí quản lý cao hơn, phần lãi trong các công ty liên doanh, liên kết thấp hơn, mặc dù được bù đắp một phần bởi doanh thu tài chính cao hơn. Việc cạnh tranh ngày càng gay gắt cộng thêm xu hướng tiêu dùng của người dân giảm cũng là lý do khiến kết quả kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp trong ngành bia nói chung kém khả quan. Trước đó, Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Hà Nội Sapeco, mã BHN cũng chứng kiến doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sụt giảm lần lượt 8% và 30% so với năm 2022, đạt 7.757 tỷ đồng và 355 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận gần như thấp nhất kể từ năm 2009 của Sapeco, nếu không tính năm 2021 do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đổ tiền vào ngân hàng với những con số khủng đã được thống kê trong năm 2023. Công ty khí Việt Nam PVGA, mã GAS, dẫn đầu với gần 39.800 tỷ đồng đang gửi ngân hàng tính đến cuối tháng 9 năm 2023. Số tiền gửi này chiếm 47% tổng tài sản của PVGA. Khoản tiền này đã mang về cho PVGA 1.570 tỷ đồng tiền lãi, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, PVGA có gần 6 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng. Lũy kế 9 tháng năm 2023, PVGA đạt gần 67,4 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần, thấp hơn cùng kỳ 14%. Lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt hơn 9 nghìn tỷ đồng và 8,9 nghìn tỷ đồng, giảm 23%. Dẫu vậy, do đặt mục tiêu giảm khá sâu so với thực hiện năm 2022, doanh nghiệp đã thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Trong ngành dầu khí, ngoài PVGA còn có đại gia tiền mặt khác là Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, mã BSR. 9 tháng đầu năm nay, số dư tiền gửi ngân hàng của BSR đạt gần 36.500 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với đầu năm, tương đương với 11.400 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi bao gồm không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng. Tiền gửi ngân hàng đang chiếm hơn 41% tổng tài sản doanh nghiệp. Xét riêng quý 3, BSR đã nâng lượng tiền nhàn rỗi thêm hơn 7.200 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng thay đổi cơ cấu sang chuộng gửi ngân hàng kỳ hạn dài hơn thay vì tập trung gửi không quá 3 tháng như trước. Tăng thêm tiền gửi, lũy kế 9 tháng, BSR có gần 1.176 tỷ đồng tiền lãi tiền gửi, gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Mỗi ngày doanh nghiệp nhận hơn 4 tỷ đồng từ lãi tiết kiệm. Lũy kế tháng 9 đầu năm 2023, BSR ghi nhận doanh thu đạt 105.490 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế đạt 6.939 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6.186 tỷ đồng, giảm lần lượt là 49% và 52% so với cùng kỳ năm 2022. Nói đến đại gia tiền mặt, không thể không nhắc đến Tổng Công ty Cảng Hàng Không ACV, khi các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng đạt 32.307 tỷ đồng tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2023. Dù giảm gần 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, nhưng lãi tiền gửi ghi nhận từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt 1.261 tỷ đồng, vẫn tăng 6% so với cùng kỳ. Nhận xét về tình trạng doanh nghiệp khi chọn ngân hàng gửi tiền lĩnh lãi trong những tháng qua, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, đánh giá điều này phản ánh doanh nghiệp vẫn còn khó khăn nên mới tạm thời gửi tiền ở ngân hàng có kỳ hạn 1-3 tháng. Trong khi chưa có đơn hàng, dự án hay nhận thấy kênh đầu tư nào mang lại lợi nhuận trong thời điểm này, việc chủ doanh nghiệp chọn kênh gửi tiết kiệm ngân hàng không có gì khó hiểu. Ông Thịnh nhận xét và phân tích, trước bối cảnh sản xuất kinh doanh khó khăn, trong khi vẫn phải duy trì vận hành công ty, phát sinh những chi phí trả lương cho cán bộ công nhân viên, thuê nhà xưởng, chọn tạm thời trú ẩn gửi vào ngân hàng, nhận lãi cũng tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp.
Nhìn vào kỳ hạn mà doanh nghiệp chọn gửi, từ 1 đến 3 tháng, cho thấy nếu có cơ hội đầu tư, có đơn hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thì dòng tiền này sẵn sàng chảy ra thị trường. Cùng quan điểm, tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, trưởng bộ môn tài chính Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, dự đoán cũng có thể doanh nghiệp không có nhiều đơn hàng nên buộc phải gửi tiền vào ngân hàng để chờ cơ hội mới. Thế nhưng cũng có khả năng các tổ chức kinh doanh có dấu hiệu phục hồi, lượng tiền thanh toán từ các đối tác về tài khoản trả cho những đơn hàng sản xuất trước đó nên có sự cải thiện hơn trước đây. Tiền mặt mà doanh nghiệp nhận về nhanh, trong khi chưa có thời gian lên kế hoạch sử dụng chúng sao cho có hiệu quả nhất nên tạm thời gửi ngân hàng. Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm của khu vực dân cư hiện nay đang giảm xuống khá thấp. Các ngân hàng đang huy động từ 2,7% đến 6,5% ở các kỳ hạn. Những kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng chỉ bằng một nửa so với thời điểm năm ngoái. Đây cũng là lúc khoản tiền gửi kỳ hạn dài 1 năm trở lên với lãi suất cao của cá nhân đến kỳ đáo hạn. Với lãi suất thấp như hiện nay, khả năng dòng tiền này sẽ tìm kênh đầu tư để mức sinh lời cao hơn. Trong trường hợp tiền gửi dân cư chảy vào tài khoản của nhà đầu tư cá nhân mở tại công ty, chứng khoán, thì lượng tiền này được tính là lượng tiền gửi cho doanh nghiệp. Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã quay lại thị trường chứng khoán nên cũng có thể giúp cho dòng tiền gửi doanh nghiệp tăng lên. Dù là vì lý do gì, nhưng việc lãi suất tiết kiệm giảm mà tiền gửi cư dân doanh nghiệp đều tăng mạnh vẫn cho thấy cơ hội làm ăn ở thời điểm hiện tại chưa nhiều. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.